Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Nhật Bản xác nhận đã có 3 người thiệt mạng do động đất, trong đó có một bé gái 9 tuổi và hơn 200 người khác bị thương. Động đất đã làm gián đoạn hoạt động nhiều nhà máy, gây hỏa hoạn, mất điện diện rộng và làm rối loạn hoạt động giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hãng điện tử Panasonic có trụ sở tại Osaka thông báo ngừng hoạt động tại hai nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng và máy chiếu. Trong khi đó, Daihatsu Motor, công ty con của tập đoàn sản xuất ô tô Toyota, cũng đình chỉ hoạt động các nhà máy tại Osaka và Kyoto trong thời gian đánh giá thiệt hại. Động đất cũng làm gián đoạn nguồn cung khí đốt cho hơn 110.000 khách hàng tại vùng Osaka. Công ty khí đốt Osaka cho biết phải mất khoảng 8 đến 12 ngày mới có thể nối lại nguồn cung khí đốt cho người dân. Thông báo của công ty điện lực Kansai nêu rõ, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân Mihama, Takahama và Ohi ở phía bắc Osaka. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cường độ của trận động đất được đánh giá ở cấp độ dưới 6 trong thang cường độ địa chấn gồm 7 cấp ở Nhật Bản.